Xin chào, em giới thiệu cái mẫu mới. Mẫu này rất là nhỏ gọn và dễ thương luôn. Trưng bày ở trên bàn cà thì rất là đẹp. Xay đựng ấm một lít nhưng mà rất gọn nha mọi người. Đây là mẫu hoàn toàn mới ở bên em, chưa có trên thị trường. Mẫu này thì em cắt sẵn 3 cây dừa. Nếu như mà mình không thích 3 cây dừa thì em có thể cắt theo yêu cầu của mọi người. Đây là xay đựng ấm 1 lít, nhưng mà mẫu này hiện tại em đang có hai xay là xay 1 lít và xay 1 lít rưỡi. Hàng liền khói, gỗ dừa hoàn toàn đẹp, rất là đẹp luôn. Vân dừa hiện lên rất là rõ nét, vì dừa những mẫu này em chọn dừa rất là già. Mẫu này thì em đang bán trên thị trường là giá 900.000 đồng, xay đựng ấm 1 lít. Em bao ship tặng cái ấm trà ở bên trong, thêm một cái lon đựng trà bằng gỗ dừa. Và đặc biệt là tháng tri ân khách hàng, em có tặng thêm cho mỗi người mua một cái giỏ bình, đó là một cái hộp kẹo dừa đặc sản của Bến Tre. Đây em lấy cẩn thận cho mọi người xem, gỗ dừa rất là đẹp luôn. Hàng bên em là được kiểm tra hàng thoải mái, vì đây là hàng đẹp cho nên mọi người cứ yên tâm về giá cả và chất lượng. Cái giỏ ủ như thế này để làm quà tặng cho cha mẹ rất là ý nghĩa. Em sản xuất ra những cái giỏ ủ như thế này đặc biệt là để làm quà tặng. Mình muốn mua một cái món quà để tặng cho người thân nhưng mà chưa biết giỏ ủ nào thì hãy liên hệ với em. Cái giỏ ủ như thế này rất là ý nghĩa để làm quà tặng cho người thân, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh như thế này. Mình nên hạn chế ra đường và ở nhà uống nước trà, nhâm nhi kẹo dừa cùng với em nha mọi người.